Cô Bình, cô có sao không ạ? Con có bị sao không? Có ai làm gì con không? Nói cho ba đầu biết đi hả? Ba về rồi hả? Cô Bình, mau dọn đồ, ba đưa cô đi khỏi đi, nhanh lên. Bé không có lỗi gì hết. Anh xin em đừng có làm gì nó. Anh chỉ muốn nói như vậy thôi. Thì ra trước giờ ở trong mắt của anh, tôi là phù thủy phải không? Anh muốn nói cái gì? Hay là để tôi nói giùm cho anh? Anh muốn nói, đúng lý ra tôi không cần phải làm gì cả, cứ mặc cho thằng bé ở nhà người khác, cứ mặc kệ anh ở bệnh viện chăm sóc cho cô ta. Còn tôi cứ lặng lặng như một người câm đi, để anh nói cái gì nghe cái đó, có phải không? Em cứ bình tĩnh lại đi, đừng có làm lớn mọi chuyện lên nữa. Anh tưởng chuyện này nhỏ lắm sao? Anh đi liền mấy ngày mới về, vậy mà trước mặt con gái anh không hỏi han một lời nào hết. Anh còn nghi ngờ kiểm tra xem tôi có làm gì thằng bé hay không. Ở trong mắt của anh, mẹ con tôi có còn tồn tại hay không vậy? Anh không cần phải nói gì hết. Tôi không phải là một con ngốc để không hiểu nổi ý anh. Anh muốn cái này đúng không? Tôi sẽ để cho anh thoải mái, muốn làm gì thì làm. Không được, tôi đang cố mở đường cho anh đó, anh còn muốn cái gì nữa? Anh xin em đó, lúc này em đừng nói những chuyện đó được không? Diệp hiện tại đang hôn mê, chưa biết khi nào mới tỉnh lại. Em đừng có làm cho mọi chuyện rối ren lên nữa mà. Là do tôi gây rối sao hả? Vậy chứ ai, ai khi không phá ngang gia đình của tôi, ai khiến con của tôi phải mất cha, vậy cậu hôn mê cũng cho tôi hay sao hả? Vì sao tôi phải liên lụy đến chuyện này? Không lẽ tôi phải cùng với anh chờ đến lúc cô ta tỉnh lại hay sao? Vậy rồi sau đó xem anh chọn tôi hay là cổ, có phải anh muốn vậy không? Anh nghĩ tôi là gì chứ? Là cái ga xếp chờ đợi anh quay về lúc cùng đường hay sao hả? Anh lầm rồi, tôi không có vĩ đại như anh nghĩ đâu. Alo. Dạ phải, là tôi đi. Dạ tôi biết rồi, bây giờ tôi tới liền. Ở bệnh viện vừa gọi cho anh, nói là Diệp đã tỉnh lại rồi, bây giờ anh phải tới bệnh viện liền. Anh đi nha. Em tỉnh dậy rồi hả? Em có biết là anh lo cho em lắm không hả? Em nghĩ đi, nếu như thật sự em có chuyện gì rồi anh phải sống làm sao hả? Em xin lỗi. Có thật sự là em ổn thiệt chứ? Có còn đau chỗ nào nữa không? Hy vọng là em đã ổn rồi, anh yên tâm đi. Cảm ơn chị. Anh, cô Bin đâu rồi anh? Bữa giờ cô Bin thế nào rồi? Nó có ổn không? Em nằm ở đây nha,
Để anh đi tìm bác sĩ cái đã. Anh, anh có chuyện gì giấu em đúng không? Cô Bình sao rồi? Nó đang ở đâu? Hả? Nó đâu anh? Nó đang ở nhà của anh. Anh nói cái gì? Anh cũng không còn cách nào khác hết. Anh đưa cô Bin về nhà của anh đó hả? Rồi cuối cùng anh nói sao với chị Nhi? Không lẽ... Chứ bây giờ em nói đi, anh phải làm sao đi? Thì anh cứ để cô Bin ở chỗ bạn đồng nghiệp của anh không được hả? Chính Nhiên tới đón nó về đó. Chị Nhiên tới đón nó về là sao? Sao chị Nhiên lại đón nó về? Cũng vậy chị Nhiên biết hết chuyện của hai đứa mình rồi hả? Không còn cách nào khác nữa. Anh đã thú nhận tất cả với Nhiên rồi. Anh nói hết cho chị Nhiên biết rồi. Đó là cách giải quyết tốt nhất trong thời điểm đó. Anh khùng rồi, anh điên rồi. Nè Diệp à, em hãy bình tĩnh lại, nghe anh giải thích đã. Tại sao anh có thể làm điều đó đối với chị Nhiên? Anh xin phép chị Nhiên để đi chăm lo cho bộ anh hả? Đầu óc anh còn tỉnh táo nữa không anh Đồng? Chứ bây giờ em nói trong lúc đó anh phải làm sao đây hả? Chỉ riêng chuyện không biết là khi nào em tỉnh lại là anh đã muốn phát điên lên rồi. Làm sao có thể qua mắt được Nhiên? Đợi cổ mất công đi điều tra thì thôi anh nói hết ra cho rồi. Thôi được rồi, bây giờ anh nói hết cho chị Nhiên rồi, anh tính giải quyết như thế nào? Anh nói em làm sao mặt mũi nào nhìn chị Nhiên và con trai em được nữa? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, anh sẽ ly hôn. Cái gì? Ly hôn hả? Nếu đó là lựa chọn tốt nhất, anh buộc phải làm thôi. Tại sao anh có thể nói hai chữ ly hôn dễ dàng như vậy được? Không phải là anh thấy em đã từng khốn khổ vì ly hôn như thế nào rồi sao? Em đã nói với anh rồi, đừng bao giờ bỏ vợ bỏ con. Rồi em mới quen anh cũng nhớ hả? Vậy còn em, anh có thể bỏ mặc em trong tình trạng này hay sao? Anh cứ mặc kệ em đi, đó là chuyện của em, em không cần anh lo. Chúng ta không phải là vợ chồng, không có gì phải ràng buộc nhau hết. Anh đi đi. Diệp à, sao em có thể nói như vậy được hả? Mấy ngày qua anh đã quá mệt mỏi rồi Diệp à. Anh đi về đi. Đi về đi Diệp à. Em hãy nghe anh nói đây nè. Anh đi về đi Diệp à. Em nói anh đi đi. Em bình tĩnh lại nghe anh nói nè Diệp. Em còn chưa có khỏe, em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Chân của em. Chân của em sao vậy? Em nghe nói đã. Sao chân của em không nhúc nhích được? Không có gì đâu mà. Diệp à, em bình tĩnh nghe nói đã. Chân của em. Nghe nói nè, bình tĩnh là anh Diệp. Đâu? Diệp ơi. Không. Diệp. Chân của em làm sao vậy? Nghe nói nè, Diệp ơi. Diệp. Diệp. Anh Đồng bác sĩ ơi. Chân của em. Ơi. Bác sĩ, y tá. Dù cho cô ấy đã tỉnh lại sau hôn mê, nhưng do phần não của vợ anh bị tổn thương khá nghiêm trọng, nhưng tôi e rằng cô ấy sẽ phải đối diện với tình trạng liệt nửa người. Liệt nửa người hả? Ừ. Vậy có cách nào chữa trị cho cổ không bác sĩ? Với tình trạng hiện giờ của vợ anh, tôi e rằng cô ấy rất cần một sự nỗ lực phi thường. Y bác sĩ muốn nói là cô có thể không còn đi lại được nữa sao? Với tình trạng hiện giờ của vợ anh, tôi e rằng cô ấy rất cần một sự nỗ lực phi thường. Hiện giờ điều vợ anh cần nhất đó là tinh thần ổn định trước đã. Hãy hết sức khích lệ cô ấy. Chúng tôi sẽ hội chuẩn để đưa ra phác đồ điều trị. Nhưng để đi lại được bình thường, tôi e rằng sẽ phải mất khá lâu đó.
đưa bác đi xét nghiệm đi, rồi đem kết quả về phòng trực cho tôi nha. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô. Cho em tỉnh lại hết. Đừng có nói bậy nữa. Em đừng có lo nha. Em sẽ sớm trở lại bình thường thôi mà. Không trở lại bình thường được đâu. Bây giờ em như vậy rồi ai chăm sóc cho cô Bin? Người ta sẽ lấy cô Bin đi mất. Bây giờ bản thân em cũng không lo được cho mình nữa. Anh nói đi, làm sao em lo được cho con em đây? Em còn có anh ở đây mà, em quên rồi hả? Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Cả cô Bin nữa. Anh hứa mà. Dạ sếp, lệnh công tác của sếp đây. Cảm ơn. Sếp. Sếp không có noi gương anh Đồng hả? Tôi nói cho cô biết, không có ai mà tắm trên cái dòng sông đó hai lần. Nó có nghĩa là cái phòng này nè, cái công ty này không bao giờ, trong phòng này không bao giờ có hai người gặp nạn cùng một lúc. Dạ đúng rồi đó sếp. Sinh nhật của con yêu quý sếp mà. Một năm có một lần kìa. Đi đi sếp ơi. Nè, còn cậu nữa. Dạ. Tôi không cần cậu phải comment vô. Dạ. Lo công việc của mình, làm tốt. Dạ. Công việc của mình, tập trung vô làm là được rồi. Yes sir. Mày đặt. Dạ, con nghe nè mẹ. Hồi sáng con đi làm vội quá, mẹ chưa kịp dặn con. Chiều nay con đi làm về, con ngang qua chợ gần nhà mình á, mua giúp cho mẹ hai ký ghẹ nha con. Dạ, mua ghẹ hả? Tối nay mình định làm món gì vậy? Mẹ nghe con Trâm nói nó thích ăn ghẹ, cho nên mẹ mới làm ghẹ cho em nó ăn thôi mà. Mẹ nè, dạo này á mẹ cưng con dâu thứ quá nha. Mẹ khiến con dâu cả thấy tủi thân rồi đó. Tủi thân cái gì không biết nữa à? Con có người chồng tốt, đẹp trai ở bên cạnh, không cần ăn cũng thấy no rồi. Hơi sức đâu mà đi ganh tị với đứa em dâu nhiều thiệt thòi của con chứ. Dạ, con chỉ đùa với mẹ thôi mà. Con biết rồi. Dạ, vậy thì tối nay con sẽ về làm ghẹ răng me với mẹ để cho Trâm ăn nha. Con chỉ cần nhìn thấy mẹ và anh Khương ăn thôi đã vui lắm rồi. Mẹ cảm ơn con. Dạ, vậy cho mẹ. Con chào mẹ. Con làm việc đây.
Ngon không con? Dạ ngon. Ăn từ từ thôi. Dạ. À, con Nhiên về. Anh vừa về thì vừa lúc cô Bin nó mới ngủ dậy. Anh cũng biết vào bếp nữa hả? Anh chỉ nấu mì gói thôi mà. Bé Na đi học rồi hả em? Còn phải chờ anh hỏi nữa. Em đừng có như vậy mà. Anh có chuyện này muốn nói với em nè. Cô ấy đã tỉnh lại rồi, nhưng hiện tại sức khỏe vẫn chưa tốt lắm. Còn tôi thì tốt lắm. Em đừng như vậy được không? Anh uống trà đi. Em đâu cần phải khách sáo với anh tới vậy. Như vậy cho xứng với câu chuyện của anh. Được rồi, anh nói đi, tôi nghe. Anh chỉ muốn nói với em về chuyện của Diệp. Hiện giờ cổ... Nếu là chuyện về nhân tình của anh, tôi không có hứng thú để nghe đâu. Cô đã bị liệt nửa người. Cô bị tổn thương não, cho nên hai cái chân bây giờ không đi lại được nữa. Bác sĩ nói phải chờ một thời gian khá lâu, nhưng mà cũng không thể nào nói trước được điều gì hết. Vậy rồi sao? Anh nói với tôi chuyện này để làm gì? Em có thể lạnh lùng với anh đến vậy sao? Vậy chứ anh muốn tôi phải làm sao đây? Tôi phải khóc thương cổ, hay là tôi phải chạy tới thăm nuôi hầu hạ cho cổ chứ? Không, anh chỉ muốn em thông cảm cho anh thôi. Chỉ cần tôi thông cảm thôi hả?